Thầy xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp ôn thi viên chức giáo dục. Xin mời các em vào lớp để cùng thầy chúng ta ôn tập các nội dung của các bạn thi vị trí nhân viên thiết bị thí nghiệm với các nội dung của thông tư số 14 năm 2020 vừa tạo ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông với 4 câu hỏi mà thầy áp lên lớp chúng ta. Xin mời các em vào lớp để cùng thầy chúng ta giải đáp các câu hỏi trong bộ đề này. Ở câu hỏi số 1 có nội dung anh chị hãy cho biết về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và mục đích yêu cầu của thông tư số 14 năm 2020 của Bộ Giáo dục Tạo. Thì chúng ta cùng nhau giải đáp câu hỏi này như sau. Trên cơ sở đánh giá cao hoạt động hiệu quả về quản lý các phòng học bộ môn tại các cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư số 14 năm 2020, trong đó đưa ra các phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như mục đích yêu cầu cho việc thực hiện cho tốt công tác quản lý về phòng bộ môn tại cơ sở giáo dục phổ thông như sau. Thứ nhất là về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của thông tư số 14 được quy định nội dung cho thấy về phạm vi điều chỉnh. Thì phạm vi điều chỉnh của thông tư số 14 là quy định về phòng học bộ môn của các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm phòng học bộ môn, thiết bị phòng học bộ môn, yêu cầu kỹ thuật phòng học bộ môn, quản lý và sử dụng phòng học bộ môn. Thông tư số 14 áp dụng đối với các trường với phạm vi điều chỉnh đấy, chúng ta thấy là với các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông trung học, chúng gọi chung ở đây là các cơ sở phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các tổ chức cá nhân liên quan, thì chúng ta thấy nắm rất rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng ở đây là đây về phạm vi điều chỉnh của thông tư số 14/20, đó là quy định về phòng học bộ môn của cơ sở phổ thông. Khi nhắc cơ sở phổ thông là chính bao gồm các trường là trường tiểu học, trường học cơ sở, trường phổ thông, trường trung học, và bao gồm ở đây chúng ta nhớ về phòng học bộ môn này, thiết bị phòng bộ môn, yêu cầu kỹ thuật phòng bộ môn, quản lý và sử dụng phòng bộ môn. Còn đối tượng áp dụng của thông tư số 14/20 nó áp dụng với cụ thể ở đây là các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông, trường phổ thông có nhiều các học, nó gọi chung ở đây là cơ sở phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các tổ chức cá nhân liên quan. Bên cạnh đó thì thông tư số 14 cũng các đưa ra các cái mục đích yêu cầu cho công tác về quản lý phòng học bộ môn của các cơ sở phổ thông như sau. Thì chúng ta thấy thứ nhất về mục đích yêu cầu đầu tiên là phải thống nhất trên phạm vi cả nước về tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật, vật chất, các cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của phòng học bộ môn đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Mục đích yêu cầu thứ hai đó là khi ban hành thông tư 14 ấy, nó làm căn cứ để cơ sở phổ thông xây dựng định mức dự toán khi lập dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo phòng học bộ môn đã có. Mục đích yêu cầu thứ ba đó là làm căn cứ để kiểm định chất lượng về công tác về kiểm công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở phổ thông. Mục đích yêu cầu thứ tư là đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo các giai đoạn giáo dục cơ bản và định hướng nghề nghiệp, hình thành phát triển cho học sinh về phẩm chất năng lực ở từng giai đoạn giáo dục và từng cấp học. Mục đích yêu cầu thứ năm là đáp ứng yêu cầu thiết bị trong việc thực hiện các hoạt động về thí nghiệm thực hành của chương trình môn học, nâng cao hiệu quả và sử dụng thiết bị dạy học, kỹ năng thí nghiệm thực hành của học sinh. Thì ta thấy rất rõ năm mục đích yêu cầu khi ban hành thông tư số 14/20 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Mục đích yêu cầu thứ nhất thống nhất trên phạm vi toàn quốc về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của phòng học bộ môn đáp ứng yêu cầu của chương trình phổ thông do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Mục đích yêu cầu thứ hai làm căn cứ để cơ sở phổ thông xây dựng định mức dự toán khi lập dự toán đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo phòng học bộ môn đã có. Mục đích yêu cầu thứ ba là làm căn cứ để kiểm định chất lượng công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở phổ thông. Mục đích yêu cầu thứ tư là đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo các giai đoạn giáo dục cơ bản và định hướng nghề nghiệp, hình thành phát triển cho học sinh về phẩm chất năng lực ở từng giai đoạn giáo dục và từng cấp học. Mục đích yêu cầu thứ năm là đáp ứng yêu cầu thí nghiệm thực hành của chương trình môn học, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, kỹ năng thí nghiệm thực hành của học sinh. Đó là năm mục đích yêu cầu khi Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành thông tư số 14/20 các em nhé. Chúng ta thấy rất là rõ từng ý trình bày về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng rồi mục đích yêu cầu, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy phần kết bài trên đây là các nội dung quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích yêu cầu của thông tư số 14/20 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về phòng học bộ môn của cơ sở thông. Thì đây là những căn cứ quan trọng khi mà các cơ quan quản lý nhà nước áp dụng cho thực hiện trong quản lý nhà nước ấy, đối với các cơ sở giáo dục kiểm tra đánh giá về các phòng học bộ môn, kiểm tra đánh giá rồi cũng làm cơ sở để các cơ sở giáo dục hoàn thiện đúng không? Các cơ sở vật chất về phòng bộ môn đảm bảo các tiêu chuẩn về do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, đúng không? Đáp ứng được
thực hiện đáp ứng các chương trình do giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục ban hành, đúng không ạ? Xây dựng định mức kinh phí phù hợp trong việc xây dựng mới hoặc là cải tạo các phòng học của tại các cơ sở phổ thông, đúng không ạ? Ta thấy rất rõ phục vụ cho nhu cầu học tập của học sinh phổ thông ở cùng cấp học, các em nha. Vậy xong trong trả lời câu hỏi số 1. Ta đi vào câu hỏi số 2, có nội dung: anh chị hãy cho biết các quy định về phòng học bộ môn và quy cách phòng học bộ môn tại thông tư số 20 thông tư số 14/20 của đào tạo, liên hệ thực tế về nội dung này. Thì chúng ta thấy rất là rõ trong phần quy định này thì chúng ta cần nắm cho thầy về khái niệm nha, về phòng học bộ môn. Thì phòng học bộ môn là phòng học đặc thù được trang bị lắp đặt các thiết bị dạy học chuyên dùng để tổ chức dạy học hoặc dạy học một hoặc là một số môn học theo yêu cầu chương trình giáo dục. Thì các em nhớ thầy về khái niệm về phòng học bộ môn là phòng học đặc thù được trang bị lắp đặt các thiết bị dạy học chuyên dùng để tổ chức dạy học một hoặc một số môn học theo yêu cầu chương trình giáo dục. Thì để làm quy chuẩn cho việc có các cơ sở phổ thông thực hiện việc xây dựng các cái phòng học bộ môn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của đã ban hành, thì Bộ Giáo dục đã ban hành thông tư số 14/20 cho nó quy định rất rõ những nội dung về phòng học bộ môn và quy cách phòng học bộ môn đáp ứng theo tiêu chuẩn cụ thể như sau. Thì thứ nhất, chúng ta thấy mục 2.1 về phòng học bộ môn. Thì về đầu tiên là thứ nhất về loại phòng học bộ môn, thì đối với trường tiểu học thì sẽ có các phòng học bộ môn là khoa học công nghệ sẽ sử dụng chung cho các môn tự nhiên và xã hội, khoa học công nghệ, tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật, đa chức năng. Thì chúng ta thấy rất là rõ với loại phòng học bộ môn thì chia ra với học đầu tiên là với trường tiểu học thì có các phòng học bộ môn, đó là môn khoa học công nghệ thì sẽ sử dụng chung cho các môn khoa học tự nhiên và xã hội, khoa học công nghệ. Rồi các phòng học tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật, đa chức năng. Thứ hai là đối với trường trung học cơ sở thì có các phòng bộ môn như sau: khoa học tự nhiên, công nghệ, tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật, đa chức năng, khoa học xã hội thì sẽ sử dụng chung cho các môn giáo dục công dân, lịch sử và địa lý. Nên thấy với trường trung học cơ sở thì có các phòng học bộ môn, nó phòng học khoa học tự nhiên này, công nghệ này, tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật, đa chức năng, khoa học xã hội thì sẽ sử dụng phòng học chuyên môn khoa học xã hội này thì sẽ sử dụng chung cho các môn giáo dục công dân, lịch sử và địa lý. Thứ ba là đối với trường trung học phổ thông thì có các phòng học bộ môn, phòng bộ môn về môn vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật, đa chức năng, khoa học xã hội thì phòng khoa học xã hội này thì sẽ sử dụng chung cho các môn lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và kỹ thuật. Chúng ta thấy rất rõ với trường trung học phổ thông thì có các phòng học bộ môn vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật, đa chức năng, khoa học xã hội thì sẽ sử dụng chung cho các môn học lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Thứ tư là với trường phổ thông có nhiều cấp học thì căn cứ vào các quy định tại các điểm A, điểm B, điểm C và một điều này để xác định các phòng học bộ môn. Thì phòng học bộ môn của trường phổ thông có nhiều cấp học được bố trí riêng biệt cho các cấp học, ngoại trừ các phòng học bộ môn có thể sử dụng chung cho một số môn học để đảm bảo đáp ứng yêu cầu về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Nhận thấy là với áp dụng với trường phổ thông có nhiều cấp học thì căn cứ vào các quy định tại các cái điểm A, điểm B, điểm C gắn với của phòng bộ môn của trường tiểu học này, trường trung học cơ sở phổ thông đấy, và đúng không, của phòng bộ này thì để xác định các phòng học bộ môn. Phòng học bộ môn của cả trường phổ thông có nhiều cấp học được bố trí riêng biệt cho các cấp học, ngoại trừ các phòng học bộ môn có thể sử dụng chung cho một số môn học bảo đảm ứng yêu cầu về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Thì ta thấy rất rõ liên quan đến bốn loại trường thì có từng loại phòng học bộ môn, từ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học đang tư duy theo hệ thống như vậy thì chúng ta dễ học hơn từng loại trường sẽ có các phòng học bộ môn như thế nào, đúng không ạ? Thứ hai là số lượng về phòng học bộ môn của các cơ sở giáo dục phổ thông được thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất của cơ sở phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành, các em nhé. Số lượng phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông được thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất của cơ sở phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành. Thứ ba là việc tên phòng học bộ môn được đặt theo tên môn học hoặc theo công năng sử dụng. Cơ sở phổ thông có nhiều phòng học bộ môn cùng môn học thì được đánh thêm số tự để phân biệt. Ta nhớ quy định thứ ba về loại phòng học bộ môn thì chúng ta thấy về phòng học bộ môn quy định ấy, thì chúng ta thấy tên phòng học bộ môn được đặt theo tên môn học hoặc theo công năng sử dụng. Cơ sở giáo dục phổ thông thì có nhiều phòng học bộ môn cùng môn học thì đánh giá thì sẽ đánh thêm số thứ tự để phân biệt, các em nhá. Thì ba quy định rất rõ
về phòng học bộ môn được quy định tại điều 4 trong thông tư số 14/20 của Bộ Đào tạo các em nhá. Ý thứ hai trong câu hỏi số 2 là về quy cách phòng học bộ môn, thì chúng ta thấy rồi, Bộ Đào tạo đã ban hành các quy định rất cụ thể về các loại phòng học bộ môn gắn với từng cấp học, đúng không ạ? Thì đồng thời thì trong thông tư này thì cũng đã quy định cụ thể các quy cách phòng học bộ môn để cho các cơ sở giáo dục phổ thông làm cơ sở thực hiện đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn cụ thể như sau. Thứ nhất thì chúng ta thấy về diện tích làm việc tối thiểu phòng học bộ môn được tính trên cơ sở diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh. Ta nhớ nhá, với diện tích làm việc tối thiểu phòng học bộ môn được tính trên cơ sở diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh. Thì chúng ta thấy đối với trường tiểu học thì với trường học thì đối với phòng học bộ môn tin học này, ngoại ngữ này, đa chức năng, diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,5m2 và mỗi phòng thì có thể có diện tích không nhỏ hơn 50m2. Ta nhớ đối với trường học thì đối các cái phòng học bộ môn tin học, ngoại ngữ, đúng không ạ, đa chức năng, diện tích làm việc tối thiểu cho học sinh là 1,50m2, đúng không ạ, và mỗi phòng có diện tích không quá ta nhớ là diện tích không nhỏ hơn 50m2. Thế còn đối với phòng học bộ môn của môn khoa học công nghệ này, âm nhạc, mỹ thuật, diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,85m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 50m2. Chúng ta thấy với phòng học bộ môn khoa học công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật của trường tiểu học đấy thì diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,85m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 50m2. Đấy, các quy định về diện tích tối thiểu của bộ môn của trường tiểu học. Thứ hai là đối với trường trung học cơ sở thì chúng ta thấy đối với phòng học bộ môn của các môn học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ, đa chức năng thì chúng ta nhớ diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,85m2 và mỗi phòng làm việc có diện tích không nhỏ hơn 60m2. Thế còn đối với phòng học các bộ môn công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật của trường trung học cơ sở thì diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 2,25m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2. Thì chúng ta thấy rất là rõ với phòng học, đối với phòng học bộ môn của công nghệ, mỹ thuật, âm nhạc của trường trung học cơ sở thì diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 2,25m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2. Thứ ba là đối với cái phòng học mà của bộ môn khoa học xã hội, phòng xã hội này ta nhớ là sử dụng chung cho các môn giáo dục công dân, lịch sử, địa lý thì diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,50m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2. Ta nhớ với phòng học bộ môn khoa học xã hội nên là phòng sử dụng chung cho các môn giáo dục công dân, lịch sử, địa lý, diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,50m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2. Chúng ta thấy các quy định rất rõ về quy cách phòng học, diện tích, đúng không ạ? Đối với trường trung học cơ sở, đối với các phòng học bộ môn của môn khoa học tự nhiên, tin học, ngoại ngữ, đa chức năng, hoặc là diện tích tối thiểu làm việc của phòng học của môn khoa học công nghệ, môn công nghệ, môn âm nhạc, môn mỹ thuật, đúng không ạ? Rồi với môn phòng học chung đấy, ta thấy là phòng xã hội dùng chung cho môn giáo dục công dân, lịch sử, địa lý, ta thấy nắm rõ về diện tích tối thiểu làm việc cho học sinh, đúng không ạ? Chúng ta nhớ và mỗi phòng diện tích không nhỏ hơn là 60m2 các em nhá. Thứ ba là đối với trường trung học phổ thông thì ta thấy chia ra với các diện tích rất là rõ, đúng không, với từng phòng học bộ môn. Đầu tiên đó là đối với phòng học bộ môn vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngoại ngữ, đa chức năng, diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 2m2 và mỗi phòng thì có diện tích không nhỏ hơn 60m2. Người ta nhớ với các cái phòng bộ môn vật lý này, hóa học, sinh học, tin học, ngoại ngữ, đa chức năng thì diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 2m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2. Thứ hai là đối với phòng học mà bộ môn công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật, diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 2,45m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2. Thì chúng ta nhớ với phòng học của môn công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật của trường trung học phổ thông đấy, diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 2,45m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2. Thứ ba là với phòng học bộ môn khoa học xã hội, phòng học xã hội là sử dụng chung cho các môn lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật thì diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,50m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2. Thì chúng ta thấy với phòng học bộ môn khoa học xã hội là sử dụng chung cho môn lịch sử, môn địa lý, giáo dục kinh tế pháp luật của trường trung học phổ thông đấy thì diện tích làm việc tối thiểu cho mỗi một học sinh là 1,50m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2.
Thứ tư là với trường phổ thông có nhiều cấp học thì căn cứ các quy định tại điểm A, điểm B, điểm C khoảng 1 này, chính là nói về các cái quy cách phòng làm việc của trường tiểu học, trường trung học cơ sở phổ thông đấy, thì để xác định diện tích làm việc tối thiểu cho các phòng học bộ môn các em nhá. Thấy rất là rõ với trường phổ thông có nhiều cấp học thì căn cứ các quy định tại điểm A, điểm B, điểm C khoảng 1 này để xác định diện tích làm việc tối thiểu ở các phòng học bộ môn. Đây là nội dung rất là rõ quy định về diện tích làm việc tối thiểu phòng học bộ môn được tính trên cơ sở diện tích làm việc tối thiểu trung học sinh trên cơ sở của các trường quy định với các phòng môn của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học các em nhá. Ý thứ hai ở đây là quy định về phần kích thước ở phòng học bộ môn thì theo quy định trong thông tư này như sau. Thứ nhất là chiều rộng của phòng học bộ môn là tính theo chiều vuông góc với hành lang tiếp giáp với phòng học bộ môn. Thì đối với các cấp chúng ta thấy với cấp tiểu học thì không nhỏ hơn 5,70m, đối với cấp trung học cơ sở, trung phổ thông thì không nhỏ hơn 7,2m. Chúng ta thấy kích thước phòng môn với chiều rộng của phòng môn là tính theo chiều vuông góc với hành lang tiếp giáp phòng bộ môn. Thì đối với cấp tiểu học thì không nhỏ hơn 5,70m, đối với phòng đối với cấp học trung học cơ sở phổ thông thì chúng ta nhớ không nhỏ hơn 7,20m. Còn đấy là chiều rộng. Thế còn với chiều dài thì chúng ta thấy là chiều dài phòng học bộ môn tính theo chiều dọc hành lang tiếp giáp phòng học bộ môn thì không lớn hơn 2 lần chiều rộng. Thế nhớ về chiều dài của phòng học bộ môn thì chúng ta thấy sẽ tính theo chiều dọc hành lang tiếp giáp phòng bộ môn không lớn hơn 2 lần chiều rộng. Ba là thấy về chiều cao của phòng học bộ môn tính từ nền trên sàn nhà tới chân nhà là phải 3,30m trở lên. Thế nhớ chiều cao của phòng học bộ môn tính sẽ tính từ nền trên sàn nhà tới trần đấy. Đúng không ạ? Là ta thấy từ 3,30m trở lên. Và trong trường hợp mà sử dụng nền ở sàn nhà giả để bố trí ngầm hệ thống kỹ thuật thì chiều cao phòng học ở bộ môn ta thấy tính từ nền trên sàn nhà tới trần nhà thì không nhỏ hơn 2,80m2. Thì chúng ta thấy với cái chiều cao phòng bộ môn tính từ nền trên sàn nhà tới trần nhà là từ 3,30m trở lên. Còn trường hợp chúng ta sử dụng các cái nền sàn nhà giả đấy để bố trí hệ thống ngầm đấy, hệ thống kỹ thuật chiều cao phòng học bộ môn đấy, tính từ nền sàn nhà tới trần nhà thì không nhỏ hơn 2,80m, thật là rõ. Thứ ba là đối với phòng học bộ môn khoa học tự nhiên, công nghệ, vật lý, hóa học, sinh học và một số môn học có thiết bị thực hành phải có phòng chuẩn bị. Phòng chuẩn bị thì được bố trí liền kề có cửa liên thông với các phòng học bộ môn có diện tích làm việc từ 12m2 đến 27m2. Thế quy định thứ ba là gắn với các phòng học bộ môn khoa học tự nhiên, công nghệ, vật lý, hóa học, sinh học và một số môn học có nhiều thiết bị thực hành phải có phòng chuẩn bị. Và với phòng chuẩn bị thì được bố trí liền kề có cửa liên thông với phòng học bộ môn có diện tích làm việc từ 12m2 đến 27m2 em nhá. Đấy, các quy định rất là rõ về phòng học bộ môn cũng như quy cách phòng học bộ môn em nhá. Chúng ta thấy phần kết bài ở trong câu hỏi số 2 là như sau. Thì chúng ta thấy phần kết bài đây nó có phần liên hệ thực tế, chính là phần quy định về phòng học bộ môn và quy cách phòng học bộ môn tại đơn vị chúng ta công tác. Thì chúng ta đặt ra những trường hợp nếu các em mà đã đi làm rồi thì chúng ta thấy là những thông tin này thật là dễ dàng, đúng không ạ? Chúng ta thấy đúng không, đặc biệt là những thông tin giới thiệu về nhà trường hay là liên quan đến cụ thể đến các phòng học bộ môn tại trường chúng ta đang công tác đáp ứng về các quy cách, đúng không ạ? Còn trường hợp mà trường hợp thứ hai là chúng ta chưa đi làm. Thì chưa đi làm yêu cầu đây, câu hỏi đặt ra chúng ta đi thi và chúng ta ghi là không để ghi là em chưa đi làm nên em chưa thể liên hệ được, như vậy thì không được, đúng không? Chúng ta đi thi chúng ta phải chủ động các thông tin ta tìm kiếm, đúng không? Đấy, nó tìm hiểu họ cần làm việc những người đã nắm bắt được các nội dung trong công việc, hiểu được, đánh giá được thì chúng ta giả định, đúng không? Chúng ta luôn có thể giả định trên cơ sở, nó cũng không khó khăn gì đâu các em. Chúng ta thấy cụ thể đây, chúng ta không nêu cụ thể trường nào, đúng không? Trường A, trường B, mà chúng ta tại trường em đang công tác, họ cũng không kiểm tra hồ sơ lý lịch là các em đã công tác hay chưa. Họ quan trọng là gắn với câu hỏi như vậy thì chúng ta biết liên hệ với bố cục như thế nào thì chúng ta có thể lấy chọn một trường nào đó mà dự kiến thi vào đó, đúng không ạ? Thì chúng ta trong đó chúng ta phải giới thiệu cái form về liên hệ tế này, thì các em cần giới thiệu về lịch sử nhà trường, ra đời, hình thành, phát triển rồi các thành tích đạt được các em nhá. Đó thì chúng ta phải nêu đầu tiên về lịch sử ra đời, hình thành, phát triển và các thành tích đạt được của nhà trường, rồi đi vào cụ thể liên quan đến cái phần liên hệ gắn với phòng học bộ môn và quy cách phòng học thì chúng ta có những đưa ra cái liên hệ thực tế đánh giá cụ thể. Ở đây thì chúng ta thấy là với từng, nếu cái đó là trường tiểu học thì chúng ta thấy đáp ứng các cái phòng học của bộ môn khoa học công nghệ này, đúng không? Rồi các môn tự nhiên, xã hội này, đúng không? Tin học, ngoại ngữ, âm nhạc. Thế còn nếu mà các em liên hệ với gắn với trường cho cơ sở thì lấy các phòng học tương ứng, ta phải gắn khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật đa chức năng, khoa học xã hội chẳng hạn.
còn trường học phổ thông thì chúng ta thấy có phòng học về vật lý, hóa học, sinh học, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy âm nhạc, mỹ thuật. Đấy, cụ thể là các em đang liên hệ với cấp học nào, tiểu học hay trung học cơ sở, trung học phổ thông hay trường phổ thông nhiều cấp học. Đó thì chúng ta phải xác định được như vậy, đúng không? Thì cụ thể là các em đã tại trường tiểu học A, tiểu học B, đúng không? Thì ghi giả định như vậy chứ không tên là cụ thể, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là rõ là như vậy, xác định về cấp học trước. Rồi cụ thể chúng ta đánh giá là chúng ta hiện tại trường ta có bao nhiêu phòng học bộ môn, đúng không? Đấy, đáp ứng xây dựng rồi, đáp ứng về quy cách, diện tích làm việc hay chưa? Đấy, chúng ta thấy quy cách với tiểu học này, thì chúng ta thấy các từng phòng một với tin học ngoại ngữ này chẳng hạn, thì cái diện tích làm việc học sinh là 1,50 m², còn ở mỗi phòng đáp ứng được không nhỏ hơn 50. Đấy, chúng ta thấy số lượng phòng học ta thống kê được, đấy, bản chất chúng ta thống kê được gắn từng cấp học, đấy chúng ta liệt kê, chúng ta học kỹ về phần lý thuyết. Các thầy cô muốn từ lý thuyết đó các em liên hệ thực tế, đúng không, với các phòng học cụ thể với từng cấp học, đảm bảo về diện tích, quy cách xây dựng, được xây dựng mới hay là lâu rồi cải tạo như nào đó, đúng không, số lượng bao nhiêu xây mới, bao nhiêu cải tạo đó, thì chúng ta bao giờ đánh giá cái sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường rất chú trọng xây dựng các phòng học bộ môn, đặc biệt các bộ môn thực hành đấy, chúng ta thấy rất là rõ, đúng không, đảm bảo về quy cách rồi kích thước phòng học, đúng không, đấy, chúng ta thấy đảm bảo về diện tích đầy đủ, đúng không, đấy thì thuận lợi cho việc học sinh thực hành hay giáo viên hướng dẫn, đấy chúng ta thấy rất là rõ. Thì chúng ta đưa các số liệu quan trọng về số lượng phòng học chúng ta đã xây dựng ở các phòng học bộ môn, bao nhiêu xây mới hoặc là 1% hoặc là trong đó 50% xây cũ hay 50% xây mới cải tạo, đúng không, rồi đảm bảo về quy cách, cách về diện tích đạt được, đúng không, kích thước đấy, của các phòng học bộ môn. Đấy, thì chúng ta liên hệ đấy, các thầy cô muốn vận các em vận dụng từ phần lý thuyết như vậy để chúng ta hiểu, chúng ta nói là cấp học mà chúng ta thấy ở tiểu học mà chúng ta đưa các cái phòng học liên quan nó lại của trung học cơ sở phổ thông thấy là chúng ta thấy nó chạch rồi, đúng không, đấy thì chúng ta học rồi diện tích cũng vậy, đấy thì chúng ta nhớ gắn là liên hệ là bản chất các thầy cô muốn các em cái sự vận dụng kiến thức như vậy nó đúng, nó trúng, đúng không, cái phần mà trên đó chúng ta đã trình bày phần lý thuyết đó là chia sẻ với các em như vậy. Câu hỏi số 2 các em nhá, đấy là một câu hỏi tiêu biểu và có thể là cũng thể thi vào nhưng các em cần chú ý. Ta đi vào câu hỏi số 3, là căn cứ vào thông tư số 14/20 của đào tạo, anh chị hãy trình bày về các nội dung sau đây: một là thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn, thứ hai là thiết bị nội thất chuyên dùng trong các phòng học bộ môn, và thứ ba là liên hệ thực tế về các nội dung này. Thì chúng ta thấy là với hỏi số 3 nó có ba ý rất là rõ, hai ý là về phần lý thuyết, đúng không, ta phải xác định ý trả lời. Thế như thầy nói, để đảm bảo hiệu quả đấy là chúng ta phải xây dựng dàn ý. Thế nhiều bạn vào đọc đề cứ chăm làm, sau hôm sau chúng ta lại cứ nhớ quên gạch tẩy xóa, chúng ta điểm chúng ta không thể cao được. Đấy, chúng ta phải xây dựng dàn ý để giúp chúng ta xây dựng bài nó trúng ý, nó đúng ý, nó sát ý, nó không nhầm ý, sai ý, sót ý, đúng không ạ? Thì các em mục đích là như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây là chúng ta cần dẫn dắt phù hợp nhất, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là thông tư số 14/520 của đào tạo quy định về phòng học bộ môn của các cơ sở phổ thông, đúng không ạ? Trong đó quy định rõ về các cái loại phòng học, rồi quy cách phòng học bộ môn. Đồng thời thì thông tư này cũng đã quy định rất là rõ về các thiết bị dạy học ở trong phòng bộ môn và các thiết bị nội thất chuyên dùng trong phòng học bộ môn để phục vụ hoạt động hiệu quả hoạt động giáo dục giảng dạy tại các cơ sở phổ thông, cụ thể như sau. Thì chúng ta thấy mục 3.1 là về thiết bị dạy học trong phòng bộ môn được quy định tại điều 7 của thông tư số 14/20, cụ thể như sau. Thứ nhất là thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn thì bao gồm thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học theo quy định của Bộ trưởng, Bộ Đào tạo và các thiết bị khác. Thì nhớ về thiết bị dạy học trong phòng bộ môn thì bao gồm thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học theo quy định của Bộ trưởng Đào tạo và các thiết bị khác. Thứ hai là về yêu cầu thiết bị dạy học trong phòng bộ môn thì chúng ta thấy phải đáp ứng 4 yêu cầu sau đây. Yêu cầu thứ nhất là được trang bị đầy đủ các thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học tương ứng với từng loại phòng học bộ môn theo quy định của Bộ trưởng Đào tạo. Thì những yêu cầu đầu tiên là được trang bị đầy đủ các thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học tương ứng với từng loại phòng học bộ môn theo quy định của Bộ trưởng Đào tạo. Thứ hai là khuyến khích việc mà mua sắm các trang thiết bị khác nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, đúng không ạ? Ứng dụng các công nghệ mới, nâng cao kỹ năng thí nghiệm rồi thực hành rồi của học sinh, hỗ trợ chuyên đề dạy học, nghiên cứu khoa học và định hướng nghề nghiệp trong các cơ sở phổ thông. Thấy là yêu cầu thứ hai về thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn. Khuyến khích trang bị các thiết bị khác nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng các công nghệ mới, nâng cao kỹ năng thí nghiệm thực hành của học sinh, hỗ trợ chuyên đề dạy học, nghiên cứu khoa học và định hướng giáo dục nghề nghiệp trong các cơ sở phổ thông. Yêu cầu thứ ba đó là thiết bị dạy học trong các phòng học bộ môn được bố trí sắp xếp hợp lý, phù hợp khoa học và phù hợp với về kỹ thuật
công năng sử dụng, nội dung môn học nhằm bảo đảm thuận tiện khi sử dụng bảo quản và không làm giảm tính năng của phòng học, của từng phòng học bộ môn. Thì thấy yêu cầu thứ ba đối với thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn đó là thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn được bố trí sắp xếp hợp lý, khoa học phù hợp với yêu cầu về kỹ thuật, công năng sử dụng, nội dung môn học nhằm bảo đảm thuận tiện khi sử dụng bảo quản và không làm giảm tính năng của từng học ở từng phòng học bộ môn. Yêu cầu thứ tư đó là các loại hóa chất bố trí sắp xếp bảo quản riêng, không gây ảnh hưởng phá hủy các thiết bị dạy học khác. Chúng ta nhớ với các yêu cầu thứ tư ở đây là các loại hóa chất được bố trí sắp xếp bảo đảm riêng biệt, không gây ảnh hưởng phá hủy các thiết bị dạy học khác. Đây là bốn yêu cầu thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn các em nhé. Ý thứ hai trong hỏi số 3 quy định về thiết bị nội thất chuyên dùng trong phòng học bộ môn thì được quy định tại điều 8 của thông tư số 14/20 cụ thể như sau. Thứ nhất là về thiết bị nội thất chuyên dùng bao gồm: một là bàn ghế, bảng viết, tủ kệ giá đỡ chuyên dùng; hai là tủ sấy, tủ hút, hệ thống thoát khí thải mùi và hơi độc; thứ ba là hệ thống chậu rửa vòi chuyên dùng; 4 là hệ thống điện chuyên dùng; 5 là thuốc y tế; 6 là các thiết bị nội thất chuyên dùng khác. Thì ta thấy là có 6 loại thiết bị nội thất chuyên dùng: một là bàn ghế, bảng viết, tủ kệ giá đỡ chuyên dùng; thứ hai là tủ sấy, tủ hút, hệ thống thoát khí thải mùi và hơi độc; thứ ba là hệ thống chậu rửa vòi nước chuyên dùng; thứ tư là hệ thống điện chuyên dùng; thứ năm là tủ thuốc y tế; thứ sáu là các thiết bị nội thất chuyên dùng khác. Là thế 6 thiết bị nội thất chuyên dùng. Thứ hai là quy định về phần yêu cầu thiết bị nội thất chuyên dùng thì như thế nào để đảm bảo để thực hiện tốt cho phục vụ cho hoạt động giảng dạy. Thì chúng thấy Bộ Giáo dục Đào tạo được quy định rất là chi tiết nội dung này về các yêu cầu thiết bị nội thất chuyên dùng trong thông tư số 14/20 cụ thể như sau. Yêu cầu đầu tiên đó là thiết bị nội thất chuyên dùng trong phòng học bộ môn được tính toán căn cứ vào số lượng học sinh và yêu cầu thí nghiệm thực hành của chương trình môn học. Yêu cầu thứ hai là phòng học bộ môn phải được thiết kế trang bị nội thất đồng bộ, khoa học và thuận tiện khi sử dụng. Yêu cầu thứ ba là bàn ghế phòng học bộ môn được bố trí bảo đảm các quy định về góc nhìn bảng viết, khoảng cách giữa các dãy bàn, hàng bàn, bảng viết và các tường bao quanh, bảo đảm tổ chức dạy học thí nghiệm thực hành theo nhóm. Bàn ghế phòng học bộ môn là loại chuyên dùng, có thể làm từ các vật liệu khác nhau, đáp ứng yêu cầu đặc thù của môn học. Ngoài ra, bàn ghế phòng học bộ môn khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, công nghệ, vật lý, hóa học, sinh học có khả năng chống chịu nhiệt, hóa chất, cơ học, bảo đảm thuận lợi cho vệ sinh và dưỡng. Yêu cầu thứ tư đó là hệ thống tủ kệ giá đỡ chuyên dùng trong phòng học bộ môn, phòng chuẩn bị và phòng thiết bị giáo dục được bố trí sắp xếp hợp lý để cất giữ bảo quản thiết bị dạy học. Yêu cầu thứ năm là tủ thuốc y tế trong phòng học bộ môn được trang bị thuốc và dụng cụ y tế thiết yếu dùng để sơ cấp cứu khi xảy ra sự cố, rồi được treo cố định ở nơi hợp vệ sinh, dễ quan sát, dễ tiếp cận và thuận tiện sử dụng. Yêu cầu thứ sáu là hệ thống rèm cửa phòng học bộ môn được bố trí để có thể che ánh sáng cục bộ hoặc là toàn bộ phòng học. Thì chúng ta thấy rất là rõ có 6 yêu cầu đối với thiết bị nội thất chuyên dùng. Thì yêu cầu thứ nhất là thiết bị nội thất chuyên dùng phòng học bộ môn được tính toán căn cứ theo số lượng học sinh và yêu cầu thí nghiệm thực hành của chương trình môn học. Yêu cầu thứ hai là phòng học bộ môn phải được thiết kế trang bị nội thất đồng bộ, khoa học, thuận tiện khi sử dụng. Yêu cầu thứ ba đó là bàn ghế phòng học bộ môn được bố trí đảm bảo các quy định về góc nhìn bảng viết, khoảng cách giữa các dãy bàn, hàng bàn, bảng viết và các tường bao quanh, bảo đảm tổ chức dạy học thí nghiệm thực hành theo nhóm. Bàn ghế phòng học bộ môn là loại chuyên dùng, có thể làm từ các vật liệu khác nhau, đáp ứng yêu cầu đặc thù của môn học. Ngoài ra thì chúng ta thấy bàn ghế phòng học bộ môn của môn khoa học công nghệ này, khoa học tự nhiên này, công nghệ, vật lý, hóa học, sinh học có khả năng chống chịu nhiệt, hóa chất, cơ học, bảo đảm thuận tiện cho việc vệ sinh và bảo dưỡng. Yêu cầu thứ tư, hệ thống tủ kệ giá đỡ chuyên dùng trong phòng học bộ môn, phòng chuẩn bị và phòng thiết bị giáo dục được bố trí sắp xếp hợp lý để cất giữ bảo quản thiết bị dạy học. Yêu cầu thứ năm là tủ thuốc y tế trong phòng học bộ môn được trang bị thuốc và dụng cụ y tế thiết yếu dùng để sơ cấp cứu khi xảy ra sự cố. Rồi chúng ta nhớ là phải được treo cố định ở những nơi hợp vệ sinh, dễ quan sát, dễ dàng tiếp cận và thuận tiện sử dụng. Và yêu cầu thứ sáu đó là hệ thống rèm cửa phòng học bộ môn được bố trí để có thể che ánh sáng cục bộ hoặc là toàn bộ phòng học. Thì chúng ta thấy là cái phần lý thuyết rất là rõ liên quan thiết bị nội thất chuyên dùng trong phòng học bộ môn. Thì chúng ta nhớ cho thầy ở đây nó có 6 cái nội thất chuyên dùng, và ta thấy nắm thêm về yêu cầu cũng có 6 yêu cầu ngắn số 6 có thiết bị của nội thất chuyên dùng các em nhá. Ý thứ ba ở câu hỏi số 3 là chúng ta thấy về phần liên hệ thực tế, thì chúng ta thấy một cái form giống như câu hỏi số 2 rồi,
bao giờ chúng ta cũng phải nêu được về lịch sử ra đời, hình thành phát triển của nhà trường, rồi các thành tích đạt được của nhà trường. Đấy là một form chung, và chúng ta nhớ là đây là giả định, em nhớ nhá. Đấy, chúng ta nhớ là không nêu tên trường cụ thể, và chúng ta đánh giá, sau đó ta đánh giá về cụ thể hiện nay tại trường ta đang công tác, có thể là trường tiểu học hay trung học cơ sở phổ thông, chúng ta thấy là đã đáp ứng các nội dung liên quan về các thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn hay chưa, đúng không, đã đầy đủ các thiết bị chưa theo yêu cầu bộ đào tạo hay chưa, đáp ứng các yêu cầu thiết bị đầy đủ, trang bị thiết bị theo danh mục, rồi liên quan các cái sắp xếp ấy, phù hợp yêu cầu về kỹ thuật công năng hay chưa, đúng không, rồi liên quan đảm bảo về các thiết bị nội thất chuyên dùng cũng vậy, từ bàn ghế tủ sấy hệ thống chậu rửa đã có chưa, để ta thấy thiếu các thiết bị nào, đúng không, đấy chúng ta có thể hiện nay đấy, chúng ta đánh giá như bảng thống kê như thầy nói đầy đủ, đúng không, rồi đáp ứng về các nội thất chuyên dùng này cũng đã đáp ứng các yêu cầu hay chưa, đúng không, được tính toán cơ bản hay chưa, bố trí đúng không, và khoa học đồng bộ hay chưa, đấy, phù hợp với từng môn học đấy, nào chưa, hay tủ thuốc y tế đã có chưa, hệ thống rèm cửa đáp ứng hay chưa, đấy chúng ta thấy được mua sắm số lượng bao nhiêu. Thì này chúng ta đưa những con số thống kê các em nhá. Đấy, và chúng ta đánh giá đầu bao giờ phải sự quan tâm của ban hiệu trường, các thầy cô, của phụ huynh học sinh đấy quan tâm, rồi các mạnh thường quân của các tổ chức chính trị xã hội quan tâm, của đảng chính quyền trong việc đầu tư các thiết bị dạy học nhà trường, đúng không ạ? Đó thì chúng ta thấy đảm bảo về vụ cho hoạt động tốt cho hoạt động giảng dạy tại nhà trường chúng ta trong thời gian vừa qua. Đấy thì một cái form như vậy các em nhớ cho thầy đưa các số liệu các em nhá. Ta đi vào câu hỏi số 4, cũng là câu hỏi cuối cùng gắn với thông tư số 14/20 của đào tạo quy định về phòng học bộ môn của cơ sở phổ thông gắn với các bạn thi vị trí nhân viên thiết bị. Thì chúng ta thấy với hỏi số 4 là căn cứ vào thông tư số 14/20, anh chị hãy trình bày về các nội dung sau đây. Một là quản lý phòng học bộ môn, thứ hai là sử dụng phòng học bộ môn, thứ ba là nhiệm vụ của nhân viên thiết bị thí nghiệm. Thì chúng ta thấy rất là rõ rồi, ta cần có sự dẫn dắt. Thông tư số 14/20 của đào tạo ban hành quy định về phòng học bộ môn của cơ sở phổ thông, trong đó xác định rõ thấy các cái quy định về phòng học bộ môn, quy cách sử dụng hệ thống các thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn cũng như thiết bị chuyên dùng, đồng thời để quản lý hiệu quả các phòng học này thì Bộ Đào tạo cũng đã ban hành chi tiết các nội dung trong thông tư 4, cho nó còn quy định quản lý phòng học bộ môn, sử dụng hiệu quả phòng bộ môn và gắn với trách nhiệm của nhân viên thiết bị thí nghiệm và quản lý hiệu quả các phòng học bộ môn cụ thể như sau. Thì chúng ta thấy mục 4.1 chính là quy định về quản lý phòng học bộ môn được quy định tại điều 15 của thông tư số 14/20 như sau. Thứ nhất là gắn với trách nhiệm đầu tiên là thuộc về hiệu trưởng của cơ sở phổ thông ấy, sẽ gắn chịu trách nhiệm trong việc quản lý các phòng học bộ môn. Trách nhiệm đầu tiên là ban hành văn bản quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản, kế hoạch hoạt động của phòng bộ môn và thiết bị dạy học. Trách nhiệm thứ hai của hiệu trưởng các cơ sở phổ thông trong quản lý phòng bộ môn là quy định về hệ thống hồ sơ, sổ sách và nội quy của phòng bộ môn. Thứ ba đó là sắp xếp về thời khóa biểu cho từng nội dung dạy học của từng môn học có sử dụng phòng bộ môn hoặc có sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ dạy học trên lớp, bố trí đủ giáo viên bộ môn, nhân viên thiết bị thí nghiệm phù hợp với thời khóa biểu đã xây dựng. Và trách nhiệm thứ tư của hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông với quản lý phòng bộ môn và định kỳ kiểm tra, thanh tra các hoạt động phòng học bộ môn. Chúng ta thấy bốn trách nhiệm rất rõ của hiệu trưởng phổ thông trong quản lý phòng học bộ môn. Đầu tiên là ban hành các văn bản về quản lý, khai thác, sử dụng. Thứ hai là quy định về hệ thống hồ sơ, sổ sách. Thứ ba là xếp thời khóa biểu cho từng nội dung dạy học của từng môn học và sử dụng phòng học bộ môn. Thứ tư là định kỳ kiểm tra, thanh tra các hoạt động của phòng học bộ môn. Đấy là bốn trách nhiệm của hiệu trưởng các cơ sở phổ thông. Thứ hai là gắn với trách nhiệm của tổ trưởng tổ chuyên môn sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động và thời khóa biểu của phòng học bộ môn theo tuần, tháng, học kỳ, năm học, giám sát hoạt động của phòng bộ môn theo quy định của cơ sở giáo dục phổ thông. Chúng ta nhớ thứ ba là gắn với trách nhiệm của tổ trưởng tổ môn thì sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động và thời khóa biểu của từng phòng học bộ môn theo tuần, tháng, học kỳ, năm học, giám sát hoạt động của phòng bộ môn theo quy định của cơ sở phổ thông. Thứ ba là gắn với trách nhiệm của nhân viên thiết bị thí nghiệm sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của phòng học bộ môn theo sự phân công và các quy định tại điều 17 của văn bản này. 17 chính là điều 17 gắn với nhiệm vụ của nhân viên thiết bị, và chúng ta trình bày ở nội dung thứ ba đấy thì chúng ta thấy là rõ gắn nhân viên thiết bị thí nghiệm sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của phòng học bộ môn theo phân công và các quy định tại điều 17 của thông tư này. Thứ tư là gắn với trách nhiệm của giáo viên bộ môn trong việc quản lý các phòng học bộ môn, đó là sẽ có trách nhiệm xây dựng nội dung các tiết học có thí nghiệm thực hành hoặc sử dụng thiết bị dạy học trên lớp theo yêu cầu của chương trình môn học, rồi phối hợp với nhân viên thiết bị thí nghiệm tổ chức thực hiện các thí nghiệm thực hành trong phòng học bộ môn hoặc
mượn thiết bị để tổ chức dạy học trên lớp thì chúng ta thấy gắn với trách nhiệm của giáo viên bộ môn trong việc quản lý phòng bộ môn, đó là có trách nhiệm xây dựng nội dung các tiết học, có thí nghiệm thực hành hoặc có sử dụng thiết bị dạy học trên lớp theo yêu cầu của chương trình môn học, rồi phối hợp với nhân viên thiết bị thí nghiệm tổ chức thực hiện các thí nghiệm thực hành trong phòng học bộ môn hoặc mượn thiết bị để tổ chức dạy học trên lớp. Đấy là bốn quy định gắn với bốn trách nhiệm, bốn chủ thể, từ hiệu trưởng, từ tổ trưởng chuyên môn, nhân viên thiết bị, giáo viên bộ môn trong quản lý phòng học bộ môn em nhé. Ý thứ hai ở câu hỏi số 4 đó về phần sử dụng phòng học bộ môn được quy định trong điều 16 của thông tư số 14/20 với các nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất là phòng học bộ môn được sử dụng để tổ chức dạy học các nội dung về thí nghiệm thực hành theo yêu cầu của chương trình môn học. Thứ hai là phòng học bộ môn được sử dụng tổ chức các hoạt động giáo dục định hướng nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và thực hiện giáo dục STEM, đúng không ạ? Thứ ba là phòng học bộ môn được sử dụng lưu giữ bảo quản các thiết bị dạy học của các môn học tương ứng với tính chất của từng loại phòng học bộ môn. Thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn được kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa thay thế bổ sung nếu hư hỏng. Hóa chất vật liệu tiêu hao được bổ sung kịp thời để bảo đảm phục vụ tốt cho hoạt động dạy học. Hóa chất hết hạn sử dụng được xử lý, tiêu hủy theo các quy định hiện hành. Hàng năm thì thiết bị dạy học phòng bộ môn được kiểm kê thanh lý theo quy định của nhà nước. Thì ta thấy có 3 quy định ở trong nội dung quy định về sử dụng phòng học bộ môn tại điều 16. Ta thấy ý đầu tiên là phòng học bộ môn được sử dụng để tổ chức dạy học các nội dung về thí nghiệm thực hành theo yêu cầu chương trình môn học. Thứ hai là phòng học bộ môn được sử dụng để tổ chức các hoạt động giáo dục định hướng nghề nghiệp, rồi nghiên cứu khoa học, thực hiện giáo dục STEM. Thứ ba là phòng học bộ môn được sử dụng để lưu giữ, bảo quản các thiết bị dạy học các môn học tương ứng với tính chất của loại phòng học bộ môn, và thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn được kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa thay thế bổ sung nếu hư hỏng. Hóa chất vật liệu tiêu hao được sử bổ sung kịp thời để bảo đảm phục vụ tốt cho hoạt động dạy học. Hóa chất hết hạn sử dụng được xử lý, tiêu hủy theo quy định hiện hành. Hàng năm thì thiết bị dạy học phòng học bộ môn được kiểm kê thanh lý theo quy định của nhà nước. Đó là 3 quy định về việc sử dụng phòng học bộ môn. Ta đi vào ý thứ 3 ở câu hỏi số 4, nói về nhiệm vụ của nhân viên thiết bị thí nghiệm. Thì nhân viên thiết bị thí nghiệm là những người chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng, phân công sử dụng trong việc quản lý hiệu quả các cái phòng học bộ môn, thì gắn với thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được quy định tại điều 17 cụ thể như sau. Thứ nhất, nhiệm vụ thứ nhất là phòng học bộ môn thì chúng ta thấy là gắn với trách nhiệm chung ở đây từ hiệu trưởng, từ tổ chức môn, trong bộ môn, trong đó thì ta thấy rồi, cụ thể nhất là gắn với trách nhiệm của nhân viên thiết bị phải thực hiện tốt các nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên đó là quản lý, bảo quản và sắp xếp khoa học các thiết bị trong phòng học bộ môn theo nhóm, chủng loại thiết bị và theo khối lớp. Ta nhớ nhiệm vụ đầu tiên của nhân viên thiết bị thí nghiệm là quản lý, bảo quản, sắp xếp, ba từ quản lý, bảo quản, sắp xếp khoa học các thiết bị trong phòng học bộ môn theo nhóm, rồi chủng loại thiết bị và theo khối lớp. Nhiệm vụ thứ hai của nhân viên thiết bị thí nghiệm đó là lập kế hoạch mua sắm, bổ sung, sửa chữa những thiết bị đơn giản và thanh lý, tiêu hủy thiết bị hóa chất lỏng hết hạn sử dụng. Là lập kế hoạch mua sắm, bổ sung, sửa chữa những thiết bị đơn giản và thanh lý, tiêu hủy thiết bị hóa chất lỏng hết hạn sử dụng. Nhiệm vụ thứ ba của nhân viên thiết bị thí nghiệm đó là chuẩn bị các điều kiện và thiết bị thí nghiệm theo yêu cầu của từng môn học, bài học và sử dụng thiết bị để thực hành thí nghiệm trong phòng học bộ môn hoặc là trên lớp, phối hợp với giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm, bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện thực hành và thí nghiệm. Thấy nhiệm vụ thứ ba của nhân viên thiết bị thí nghiệm là chuẩn bị đủ các điều kiện, các thiết bị thí nghiệm theo yêu cầu của từng môn học, bài học và sử dụng thiết bị để thực hành thí nghiệm trong phòng học bộ môn hoặc là trên lớp, phối hợp với giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành thí nghiệm, bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hành thí nghiệm. Nhiệm vụ thứ tư đó là quản lý, sự lưu giữ và sử dụng hệ thống hồ sơ, sổ sách, theo dõi việc quản lý, khai thác, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học của phòng học bộ môn, hướng dẫn giáo viên, học sinh thực hiện nội quy, quy trình bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành thí nghiệm. Nhiệm vụ thứ tư của nhân viên thiết bị thí nghiệm là thấy ở đây là quản lý, lưu giữ và sử dụng hệ thống hồ sơ, sổ sách, theo dõi việc quản lý, khai thác, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học của phòng học bộ môn, hướng dẫn giáo viên, học sinh thực hiện nội quy, quy trình sử dụng bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành thí nghiệm. Nhiệm vụ thứ năm của nhân viên thiết bị thí nghiệm đó là báo cáo định kỳ thường xuyên về công tác thiết bị dạy học, và nhiệm vụ thứ sáu của nhân viên thiết bị thí nghiệm là tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Thì đó là 6 nhiệm vụ của nhân viên thiết bị thí nghiệm.
và trước đó ta nắm 3 quy định về việc sử dụng phòng bộ môn, và trước nữa là phần ý 1 của phòng 4 là về 4 nội dung về quản lý phòng bộ môn, gắn với 4 trách nhiệm, 4 chủ thể từ hiệu trưởng, rồi tổ trưởng chuyên môn, rồi nhân viên thiết bị, thí nghiệm và giáo viên bộ môn. Các em nhé, chúng ta học theo các sơ đồ cây, chúng ta đây gắn với từng nội dung, chúng ta dễ nhớ, dễ học hơn rất là nhiều. Thì phần kết bài ở câu hỏi số 4, thấy rồi. Trên đây là những nội dung quy định về công tác quản lý phòng bộ môn, sử dụng phòng môn, cũng như gắn các thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên thiết bị thí nghiệm. Đây là những quy định pháp lý quan trọng trong hoạt động quản lý sử dụng phòng bộ môn hiệu quả tại các cơ sở phổ thông, làm cơ sở đánh giá cái hiệu quả về việc sử dụng phòng môn tại các cơ sở phổ thông khi các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tiến hành kiểm tra, thanh tra kiểm tra, đồng thời cũng là cơ sở để cho các cơ sở phổ thông chủ động trong việc xây dựng các kế hoạch quản lý sử dụng phòng môn hiệu quả, gắn với trách nhiệm của từng chủ thể, đặc biệt trong đó thì gắn với trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên thiết bị thí nghiệm trong việc quản lý các phòng học bộ môn theo đúng quy định hướng dẫn của cả cơ quan đơn vị và các quy định của pháp luật hiện hành về công tác quản lý phòng học bộ môn được quy định chi tiết trong các văn bản pháp luật hiện hành. Các em nhé, vậy là xong 4 câu hỏi gắn với nội dung của thông tư số 14/2020 của đào tạo ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở phổ thông. Trước đó thì thầy cũng đã hướng dẫn cho các em các nội dung của các bạn thi vị trí nhân viên thiết bị thí nghiệm đấy, thấy các nội dung rất là chi tiết với nội dung của thông tư số 08/2019 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chúng ta thấy các nội dung có 2 câu hỏi thôi, đúng không? Rất là rõ để các em học, gắn với nội dung về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xem lương nhân viên thiết bị thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập ấy. Thì trong buổi chiều nay thầy đã hướng dẫn 2 văn bản cho các bạn thi vị trí nhân viên thiết bị thí nghiệm. Một là thông tư số 08/2019, thứ hai là thông tư số 14/2020, rất là cụ thể với các câu hỏi và các video giải đáp. Khi thầy dạy xong thì thầy sẽ lớp chúng ta, rồi chúng ta sẽ học đi học lại, đúng không? Ta nghe các ý chính, ta gạch ra, rồi sau đó ta nghe đi nghe lại nhiều lần nữa, rồi ta hoàn thiện bài viết theo 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Học liên tục như vậy thì rất là ngấm thấm. Thầy đã xây dựng danh mục bài giảng theo thứ tự của từng văn bản theo vị trí thi của các em, rất thuận tiện. Trong đó có các bộ đề ở trên lớp thầy up lên trước, các em có thể chủ động nắm trước, rồi sau đó các bài giảng video giải đáp cụ thể hướng dẫn chi tiết cho các em, có các phần những câu hỏi trọng tâm nhất, rồi những phần bài giảng hướng dẫn cho các em và các phần liên hệ thực tế, cấu trúc với phần liên hệ thực tế, các em nắm bắt sớm các thông tin và tập hoàn thiện các em nhé. Cảm ơn các em rất nhiều. Xin chào tất cả các em.